Từ những năm cuối của thập niên 70 đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, cà phê Robusta hay còn gọi là cà phê vối đã bén rễ trên đất Gia Lai. Ngoài những đặc điểm chung về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp để phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên, thì Gia Lai còn có những lợi thế riêng để tạo nên sự đặc trưng của hạt cà phê về chất lượng cũng như hương vị. Với độ cao khoảng 750m so với mặt nước biển, đây là điều kiện lý tưởng cho việc trồng cà phê Robusta và mang lại hương vị đặc trưng khác với cà phê ở những vùng khác. Cà phê được trồng tại Gia Lai thì thường nó sẽ có độ ngọt và độ béo tốt hơn so với lại những vùng trồng khác. Khi uống cà phê ở Gia Lai mình thì nó sẽ có một cái cảm giác body vừa phải, nó không có quá gắt khi mà uống, cảm giác nó mượt và mọi thứ nó cân bằng. Độ ngọt cũng có mà độ chua cũng có, tuy nhiên là độ ngọt ở hạt cà phê ở Gia Lai mình trồng thì nó có cái sự vượt bậc hơn so với lại những cái nơi khác. Hiện tại thì trong giới chuyên gia khi mà thử nghiệm cũng như là trải nghiệm qua cà phê được trồng ở Gia Lai của mình thì có những cái đánh giá rất là tích cực. Cà phê được trồng ở Gia Lai cũng là một trong số những vùng nguyên liệu chất lượng mà những cái công ty lớn hầu như là đều chọn vùng nguyên liệu Gia Lai để mà làm cái vùng sản xuất nguyên liệu chính cho công ty của mình. Xét về góc độ hương vị cũng như là về đặc trưng thì em thấy Gia Lai mình rất là tốt. Gia Lai Coffee Festival, sự kiện lần đầu tiên diễn ra tại Gia Lai do Trung tâm Đào tạo Pha chế Cà phê Gia Lai tổ chức. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày, 8 và 9 tháng 9 năm 2023, với nhiều hoạt động trải nghiệm, giúp mọi người hiểu sâu hơn từ quy trình canh tác đến sản xuất, chế biến, cho ra những sản phẩm cà phê mang hương vị rất đặc trưng. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày và trong 2 ngày thì nó sẽ có những cái hoạt động giống như là Roaster Village, giống như là một cái hoạt động trải nghiệm triển lãm về hạt cà phê nhân xanh cũng như là hạt cà phê rang tất cả các mẫu tại Gia Lai, và hoạt động rang cà phê trải nghiệm, hoạt động chiết xuất cà phê, hoạt động cupping, hoạt động talk show. Hơn nữa là sẽ có một cái khu vực gọi là triển lãm quầy hàng cũng như là những cái sản phẩm cà phê địa phương của mình. Hiện nay ban tổ chức sự kiện đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng chào đón các tín đồ cà phê đến trải nghiệm để cùng nhau lan tỏa tình yêu cà phê Gia Lai đến nhiều người.